Ông Hoàng Gia Đô xin mến chào tất cả bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô trong video ngày 14 tháng ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020 tối nay. Và hôm nay thì em về được rất nhiều các sản phẩm và em sẽ thông báo chi tiết cũng như là sẽ giới thiệu qua những cái sản phẩm mới về hôm nay. Và hôm nay về thêm được ba cái bộ dàn chung các bác nhé, Victor, Kenwood và Onkyo. Đó. Và về thêm được một số ít âm ni rất là đẹp. Con âm ni Sansui 677 extra mặt gương, con rất là khủng, chuyên trị những cái dòng bát bát 30. Một con âm ni vừa khủng vừa hiếm nữa của Pioneer 990 9900, một dòng âm ni gọi là đời số cao nhất của cái dòng Pioneer, nặng tới hơn 20 cân, dòng rất là khủng, máy đẹp các bác nhá. Và một đôi loa Avon bát 20 2 đường tiếng. Và còn rất nhiều các dòng loa ở ngoài này, về rất là nhiều dòng loa đẹp. Đó. Đây có Onkyo 66RX Onkyo các bác nhé. Và âm ni Diatone 73D2 đa mã bát 32. Đó. Và mấy đôi loa Pioneer CSF700, nó bát 25 của Pioneer. Đợt này hàng về khá là đẹp các bác nhé. Một vài con âm ni giá bình dân. Đó. Và quay trở lại YouTube trong video ngày 4 tháng 11 hôm nay thì em sẽ tập trung giới thiệu trước cho các bác ba cái bộ dàn chung. Hôm nay các bác em sẽ giới thiệu cho các bác ba bộ dàn chung. Các bác sẽ cố gắng đăng ký kênh và hãy nhấn nút màu đỏ phía dưới nhé. Thì em sẽ gửi chi tiết những cái báo giá rồi review những cái sản phẩm loa Ble ở trong cái clip sau nhé. Hẹn các bác trong cái clip của ngày mai. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh, subscribe đăng ký kênh. Hãy nhấn một cái dòng chữ màu xanh. Em sẽ để một cái dòng chữ màu xanh ở phía dưới cái video này. Các bác sẽ nhấn vào đó và sẽ tự động đăng ký kênh các bác nhé. Vâng ạ, và bây giờ không để mất thời gian chờ của các bác thì em giới thiệu cho các bác từ trái qua phải có ba cái bộ dàn của dàn chung của Nhật Bản. Đầu tiên là bộ Victor. Bộ này thì hôm trước em về có một bộ thì đã bán cho một bác khách ở Thạch Thất rồi. Bộ này của nó là MD77. Đó, cũng mà nó là hai cục. Nhìn là 4 thớt nhưng thực ra là hai cục. Bộ này là chạy tới 3 CD các bác nhá. 3 đĩa CD. Đó. Hai cửa băng này nó vẫn đang chạy bình thường các bác nhá. Nó đang bị cô loa nó bị trùng, nó bị rối dây. Đấy, em có test rồi nhưng mà nó bị rối dây băng nhá. Coi như là không dùng được đi. Còn nếu các bác muốn dùng thì em sẽ tháo ra em thay dây con loa cho các bác. Đó, vì bây giờ cái này rất ít người dùng nên là em cũng không test kỹ được. CD thì ok rồi. Là em đang nghe đĩa CD nhá. Đấy. Loa thì cao khoảng 40 phân, 40 cm. Loa 3 đường tiếng. Căng của nó thì rất là đẹp các bác nhá. Căng của nó rất là đẹp. Đó. Mặt sau mặt trước đẹp. Test qua thôi. Nếu mà video test chi tiết thì em sẽ test chi tiết gửi các bác ở trong qua Zalo cá nhân của bác nhé. Đó, bộ này bộ Victor có mã là MXMD77 và đây là mặt sau của loa các bác nhé. Đây mặt sau của cái bộ dàn này. Đó, tất cả các góc cạnh của loa còn rất là đẹp các bác nhé. Công suất của loa là 80 W các bác nhé và trở kháng là 6 ohm. Đó. 80W MXMD77 các bác này. Hai cục rời các bác nhé. Vâng, giá bộ dàn số 1. Giá em bán là 3.800.000 đồng các bác nhé. Giá chưa bao ship và ship code toàn quốc cho các bác. Đây là bộ số 1. Vâng, sang bộ số 2 là bộ của Kenwood. Bộ này thì chiều cao của loa cao hơn so với bộ bên cạnh. Bộ này chiều cao của loa tới 50 cm. Loa sở hữu 3 đường tiếng bát 10. Đây là bát 14 các bác nhé. Bát 14. Dòng dàn chung thì thông thường từ bát 14 đến 16. Thì đây là sở hữu cái bát 14. Màng lõm, màng carbon, gân cao su rất là mềm. Bộ này chạy tới 5-6 cửa đĩa, 6 khay đĩa. Thì hiện nay em đang cũng đang test nhạc trên đây rồi. Đấy, và một cái cổng mà chạy bằng táp. Táp thì chạy ok nha các bác nhá. Em đã test ở táp thì con này chạy tiếng khá là luật. Bộ này của nó có model là NFG9.
NSG9 các bác nhé. NSG9 4 thớt rời. 1, 2, 3, 4. Thớt CD, thớt tab, thớt công suất, equalizer và thớt MD. Đó, thớt MD hiện tại thì không chạy. Cái này để các bác làm giải mã thôi. Và đây em sẽ test CD cho các bác nhé. Những sao trời chẳng thương mình, xa em anh nỡ vô tình. Kiều hoa áng mới linh đình làm đêm. Những sao trời chẳng thương mình, xa em anh nỡ vô tình. Kiều hoa áng mới linh đình làm đêm. Chất bát của Onkyo thì nó rất là hay các bạn. Nó rất là sâu, sâu bát. Đó. Bộ này có model NSG9. Chiều cao của loa và dàn bằng nhau và nó là 4 thớt rời. Đó, chạy CD ok này, táp này. Bây giờ em sẽ thử táp cho các bác nhá. Chuyển táp này. Táp nó có auto revert các bác nhé, không phải đảo băng. Các bác chờ một chút vì băng nó đang hết. Đây, đây là táp các bác nhé. Đây là đăng ký táp này. Đây, đây, đây là cửa táp các bác nhé. Đó. Táp bộ này chạy ok, không bị rối băng nhá. Dây con loa nó còn tốt, nó chưa bị trùng. Những cái hiện tượng mà bị rối băng thì đa số nó bị trùng dây con loa các bác nhá. Cũng không có cái vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nên là các bác nào đang sử dụng dàn mà bị băng nó bị rối thì đây đấy các bác chỉ thay dây con loa là hết thôi. Và đây là e căng của nó đây. Đó. E căng thì em đã giặt khá là sạch rồi nhá. Khá là sạch. E căng thì cơ bản là còn lành và đẹp. Chưa đến mức về sơ sài rách 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 rối quá. Đó. Thì bộ số 2 là bộ của Kenwood. Giá của bộ này là 4.500.000 đồng các bác nhé. 4.500.000 đồng. Đó. Ở đây là mặt sau. Loa thì cũng tương đối là đẹp. Đó. Mặt sau của loa đây. Vuông thành sắc cạnh. Đây. Bộ này thì có giải mã. Bộ này có giải mã quang ở dưới thớt dưới cùng. Các cổng đầu vào, TV điện thoại máy tính. Công suất của nó là, để em xem công suất của loa là bao nhiêu. 80W một loa và trở kháng là 6 ohm các bác ơi. Đây, 80W một loa trở kháng là 6 ohm nhá. Sản xuất tại Malaysia. Đó, loa này khá đẹp. Đây là các dây cáp, dây kết nối thớt MD xuống thớt C tab xuống thớt công suất. Đó. Bộ dàn số 2 của Kenwood. Model là NSG9. Bộ này là 4.500.000 đồng, giá không bao ship và ship code toàn quốc cho các bác. Đó. Em sẽ ra đĩa nha. Chia tay bộ số 2 thì chúng ta sẽ sang một cái bộ số 3. Bộ số 3 hôm nay em xin phép sẽ không test ở đây. Vì nếu chúng ta test thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian của các bạn đang xem. Thì em sẽ test vào trong một cái video của ngày mai. Bộ này rất là đẹp, mặt phay nhôm Onkyo. Con này em sẽ thông báo model và giá nhé. PS của nó là MSA55 Onkyo A55. Đấy. Đấy căng nó đấy ạ. Và loa rất đẹp. Đó, loa 3 đường tiếng luôn. Chiều cao của loa khoảng 40cm, chiều sâu khoảng hơn 20 và chiều ngang của nó là khoảng 20 một chút. Đấy, loa dàn cao bằng nhau, 4 thớt rời, mặt đều là phay nhôm hết, một cửa đĩa CD này. Đây là thớt công suất này. Ở đây là hai cửa băng này. Đấy, hai cửa băng. CD hết rồi, cái này hết rồi. Với thớt tuner, thớt để nghe FM. Đấy, bộ này rất là đẹp các bác nhá. Bác nào quan tâm bộ này thì inbox riêng cho em nhá. Bộ này là PSA55 Onkyo, giá 5 triệu. Giá 5 triệu đồng. Giá đây là mặt sau của dàn. Đó, dàn và loa đây các bác nhé. Công suất là cũng là 80W và trở kháng là 6 ohm. Và bọn này sản xuất tại Made in Taiwan. Taiwan. Đó. Đây là các cọc đấu loa này. Giải mã này, đầy đủ hết các bác này. Đấy, line in, line out đầy đủ hết nhé. Có 3 bộ thôi. Hôm nay em về là có 3 bộ thôi. Và một ít loa và âm ly. Thì em sẽ gửi các bác ở trong cái video ngày mai nhé, ngày mùng 5 tháng 11 sẽ hẹn các bác trong video ngày mai. Các bác vui lòng đăng ký kênh để được cập nhật những cái video mới nhất bên em nhé. Cảm ơn các bác đang xem và ủng hộ của Hoàng Gia Audio.
Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video mới nhất của Hoàng Gia Auto trong ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.